Xin kính chào các bác có niềm đam mê audio trên mọi miền Tổ quốc. Các bác đang truy cập kênh YouTube Điện Máy Hoàng Quân, một kênh chuyên mua bán, giới thiệu và test các sản phẩm âm thanh bãi. Địa chỉ cửa hàng tại Thị Tứ, xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Số điện thoại liên hệ 0976 119504 hoặc 0984 804715. Hôm nay ngày 17 tháng 10, em làm clip test và giới thiệu cho các bác một cặp loa kiểm âm đến từ Mỹ. Vâng, trước mắt các bác là cặp loa JBL có model là 4311B Canchon Monitor, rất nổi tiếng. Và cặp loa này được thiết kế với 3 đường tiếng, một bát 30 cm, gân vải xếp ngược tẩm dầu, màng giấy, một loa chung giấy và một loa tép giấy. Nó cũng hỗ trợ một lỗ thông hơi và hai pin chỉnh. Và cụ loa của nó được làm từ nam châm Anico cho nên cho một chất âm rất là tinh tế, rất là hay. Và cặp loa này không đề trở kháng cũng như công suất. Sẽ quay sát cho các bác chiêm ngưỡng. Bát 30, màng giấy, gân vải xếp ngược tẩm dầu. Thùng gỗ lạng rất là đẹp. Cặp loa nguyên zin chất bãi, đẹp xuất sắc. Và ngày hôm nay em ghép cặp loa với chiếc âm ni Lukman L550 quen thuộc. Và về chất âm thì cặp loa này thì cho một chất âm nghe nhạc chuyên nghiệp, rất là hay, đậm đà. Các bác hiểu quá rõ về đôi này, nó rất nổi tiếng. Và em lấy nhạc test đôi loa từ điện thoại thông minh, lấy nhạc trên mạng. Và bây giờ em xin test cặp loa. Oh no.
xong cặp loa. Và bác nào có nhu cầu muốn sở hữu đôi loa hay gọi điện qua hai số điện thoại 0976119504 hoặc 0984804715. Các bác xem video đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để có thể cập nhật được những video em đăng lên thường xuyên. Xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác đã xem.